Hello, xin chào anh em, chào mừng mọi người đến với của mình. Trong phim ảnh người ta thường có cái thuật ngữ đó là twist hoặc là plot twist, ám chỉ những cái bước ngoặt gây cho mọi người cảm giác bất ngờ và thú vị khi chúng ta đang xem một bộ phim. Và ngày hôm nay dựa trên cái thuật ngữ đó thì mình cũng sẽ giới thiệu cho anh em một vài chai nước hoa đối với cảm nhận cá nhân riêng của mình. Nó cũng mang một cái cú twist rất là bất ngờ, rất là thú vị. Có thể là dựa trên mùi hương hoặc có thể là dựa trên cái tên của cái chai nước hoa đó. Thế nhưng khi mà chúng ta xịt thì cái cảm giác nó hoàn toàn là bất ngờ. Có thể nói là sẽ rất là khó để có thể đòi hỏi một mùi hương có một cái bước chuyển ngoặt rất là kịch tính và thú vị như trên phim. Thế nhưng ít nhất ở đây thì mình cũng nghĩ là nó sẽ mang lại cho chúng ta một cảm giác khá là thú vị khi mà chúng ta thẩm mùi hương đó. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn chia sẻ với các em đó là Charogne của nhà Etat Libre d'Orange. Charogne trong dịch sang tiếng Anh có nghĩa là một cái body. Mình không dám nói là sang tiếng Việt, nhưng mà một cái body đang trong cái quá trình phân hủy đó, anh em cũng cảm thấy rất là ớn khi mà muốn xịt rồi. Và 30 phút đầu ở mùa hương chai nước hoa này thực sự mà nói đối với một số các anh em là khó ngửi, nhăn mặt là cái chắc chắn rồi, nhưng khó ngửi là cái điều rất là dễ đối với các anh em khi mới bắt đầu xịt chai nước hoa này. Thế nhưng sau khoảng 30 phút thì chúng ta sẽ nhận được một cái mùi vani đẹp, rất là đẹp luôn, nhẹ nhàng, thơm, bám nhẹ trên da. Và đối với cá nhân của mình thì đây là một sự bất ngờ rất là lớn, bởi vì lần đầu tiên mình thử chai nước hoa này là một chai chiết, và lúc đầu tiên mình xịt mình không thấy một cái gì ấn tượng đối với chai nước hoa này. Thế nhưng sau đó thì mình hoàn toàn bất ngờ bởi vì cái mùi hương vani của nó quá là đẹp. Đó là mình đã quyết định mua chai full của chai nước hoa này. Do vậy chắc chắn rồi, chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu với anh em đó là Charogne của nhà Etat Libre d'Orange, một cú twist khá là bất ngờ về mùi hương. Chai nước hoa thứ hai mình muốn giới thiệu thì ở đây đó là Prada Amber Pour Homme. Nếu như các anh em nghe cái tên thôi thì chúng ta sẽ nghĩ đây là cái mùi hương nam tính, đây là cái mùi hương khá là manly. Nó trái ngược hoàn toàn với một số sản phẩm của nhà Killian chẳng hạn, với cái tên dài dằng dặc và nghe thôi là biết là nó rất là nữ tính, ví dụ như Killing Me Slowly hoặc là To The Heaven, vân 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 vân, rất là nhiều sản phẩm. Và Prada Amber Pour Homme này chúng ta sẽ nghĩ đây là một mùi hương dành cho nam giới. Thế nhưng khi mà chúng ta xịt thì cái cảm giác nó sẽ đối lập hoàn toàn, bởi vì cái mùi hương này nó hơi soapy, nó hơi nhẹ nhàng, bám trên da mình và thiên về nữ giới nhiều hơn là nam. Các chị em hoàn toàn có thể sử dụng chai nước hoa này nếu như mà muốn, bởi vì như mình đã nói, mặc dù nó là một sản phẩm của nam nhưng mùi hương lại thuần thiên về nữ là phần nhiều. Do đó đây cũng là một cái bất ngờ cho các anh em nào nếu như mua một chai nước hoa với cái mác cộp là nước hoa cho nam giới, thế nhưng mùi hương lại thiên về phần nhiều là nữ giới đó. Chai nước hoa thứ hai Prada Amber Pour Homme. Chai nước hoa thứ ba ở đây mình sẽ nói với mọi người đó là Baccarat Rouge 540. Lý do tại sao mình lại cho chai nước hoa này là một trong những mùi hương có cú twist cũng khá là bất ngờ, bởi vì về độ bám tỏa mùi hương chai nước hoa này thậm chí đã có rất nhiều topic ở những cái diễn đàn nước ngoài bàn về cái việc chai nước hoa này cuối cùng là bám trong bao lâu, bởi vì đa phần đều cho rằng sau khoảng vài giờ đồng hồ là mọi người không còn ngửi thấy bất kỳ một chút xíu nào mùi hương của chai nước hoa này, và họ đã tranh cãi với nhau khá là nhiều lần. Nhưng đối với thực tế mình đã test mùi hương của chai nước hoa này thì đây là một trong những monster, trong những quái vật về bám tỏa mùi hương. Mọi người thường, khi mà mọi người thường không ngửi thấy mùi thì mọi người sẽ sợ rằng chai nước hoa này bám thật là kém, chai nước hoa này tỏa thật là kém, nó không có một cái gì nó hiện hữu mùi hương khi mà chúng ta xịt. Thế nhưng đây là một cái cú twist đối với cá nhân của mình, bởi vì đây là một chai nước hoa bám tỏa rất là khủng khiếp, phải gọi là dùng từ khủng khiếp. Do đó anh em nào nếu như đã mua chai nước hoa này và sử dụng thì cũng hết sức cân nhắc mỗi một lần xịt, bởi vì như mình đã nói, nó là monster về bám tỏa mùi, quái vật. Tiếp theo nữa đó là Banana Republic 17 Oud Moisac. Cái câu chuyện của mình khi mình trước khi mình định mua chai nước hoa này đó là mình đã cân nhắc khá là nhiều lần, không phải bởi vì là cái mức giá của nó, mức giá khi như mình đã nói, cứ một mùi hương khi mà mình đã thích thì có đắt bao nhiêu mình cũng sẽ hạ tiền. Do đó khi mình mua một chai nước hoa, chuyện giá cả là cái chuyện không phải là một cái yếu tố quá là quan trọng, bởi vì thực tế mà nói trầm, hồng, đang là một cái lối mòn rất là nhiều mà gần như các nhà nước hoa hiện nay đang đi theo. Từ niche hay là designer, họ rất là chuộng cái phong cách pha mùi trầm và hồng. Và cái chai nước hoa này mình cũng đã lăn tăn khá là nhiều lần, bởi vì mình không biết là nó có một cái gì mới mẻ hay không, mình không biết nó có một cái gì đó nó đi theo một cái chiều hướng khác hay không, hay lại là đi theo những cái dấu chân cũ của những cái nhà nước hoa khác mà họ đang đi. Thế nhưng mà sau một hồi cân nhắc thì mình đã quyết định cứ order thử chai nước hoa này để xem nó ra làm sao. Và kết quả nhận lại được là mình rất là bất ngờ với cách làm mùi của nhà nước hoa này. Nó chứng minh một điều, đó là với một số tiền rất là nhỏ, nhưng nếu chúng ta lựa chọn đúng một nhà nước hoa mà họ cách làm mùi của họ có tâm, đó, cái thứ nhất là có tâm và rất là chỉn chu, thì chúng ta cũng có thể nhận được những cái mùi hương rất là ok. Bởi vì chai nước hoa 17 Oud Moisac này với sự kết hợp trầm hồng và nghệ tây, tất nhiên là với cái giá này thì mình nghĩ là họ sẽ sử dụng nguyên liệu nó không phải là quá là cao cấp. Thế nhưng cái cách họ làm mùi thì không ai có thể chê được. Đây là một chai nước hoa rất là rẻ tiền, với cái mùi hương có thể gọi là dùng từ tuyệt vời. Một cái cú gọi là gây bất ngờ đối với mình. Mình rất hài lòng với mùi hương của chai nước hoa này, Banana Republic 17 Oud Moisac. Chai nữa đó là Replica Soul of the Forest. Đây là cái mùi hương gây cho mình phải gọi là lúc đầu tiên mình sẽ phải hơi nhăn mặt, bởi vì là mình không hiểu đó là mùi hương nó là như thế nào. Cái cảm giác khi mình mới xịt có nghĩa là mình không ngửi thấy một cái mùi gì cả, không có một mùi gì luôn. Nó chỉ hơi gọi là giống như là một cái chút xương nó bốc lên vậy, nhưng còn phần còn lại không có gỗ, không có lá, không có một cái gì cả. Và mình thấy hơi là bất ngờ. Thế nhưng sau khoảng 30 phút thì bắt đầu cái nốt gỗ nó sẽ nổi lên. Và đây là cái chai mang đặc trưng của Aromatic Woody, mùi hương gỗ thơm mát. Về chai nước hoa này, mùi hương của chai nước hoa này thì có nghĩa là nó không phải là quá đặc biệt. Mình nghĩ là sẽ có nhiều chai nước hoa ở ngoài kia cũng sẽ có mùi hương giống như thế. Thế nhưng cái cách mà họ pha mùi hương của chai nước hoa này thì là cái chuyện hoàn toàn khác. Ý mình là cái cách về cái tuyến tính mùi của chai nước hoa này nó khá là bất ngờ, bởi vì khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ không cảm thấy bất kỳ một cái mùi gì cả. Thế nhưng sau đó nó sẽ từ từ nốt gỗ nó nổi lên và cuối cùng là cái mùi hương gỗ thơm mát rất là ngạc nhiên, khá là thú vị. Đó là anh em nào nếu mà có dịp thì cũng nên thử chai nước hoa Replica Soul of the Forest này và để xem có cảm nhận của mình có giống với các anh em không nhá. Ok. Và cuối cùng là chai nước hoa của nhà Guerlain, nó có tên là L'Homme Idea và là bản EDT. Mùi hạnh nhân không bao giờ là dễ dàng đối với các nhà nước hoa, bởi vì bản thân của nó là mùi khá là hắc và thực sự mà nói thì không hề là dễ ngửi. Nhưng đối với chai nước hoa này thì lại hoàn toàn khác, với cái mùi hương citrus, hạnh nhân và một chút ngọt rất là nhuyễn, mềm mại và uyển chuyển. Nó đối lập hoàn toàn với Pegasus cũng sử dụng hạnh nhân nhưng mà rất là sắc và hơi bị hắc. Đây là hai chai nước hoa có sử dụng hạnh nhân, thế nhưng mà theo hai chiều hướng hoàn toàn khác hẳn nhau. Và chai Guerlain này làm cho mình rất là ngưỡng mộ nếu có perfume nào đã chế tạo ra mùi hương của chai nước hoa này, bởi vì mùi hương của nó rất là nhuyễn. Mình cảm thấy không hề có một cái gì đó nó khó chịu khi mà ngửi mùi hạnh nhân cả. Và mình rất là ngưỡng mộ perfumer đã chế tạo ra chai nước hoa này. Đối với mình, đây cũng là một cái cú twist, một cú gây bất ngờ khi mà thẩm mùi hương của chai nước hoa này. Do đó, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến anh em ở đây đó là Guerlain L'Homme Idea EDT. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến anh em một vài chai nước hoa mà cá nhân của mình gây một số những cái thú vị, những cái bất ngờ khi mà chúng ta được thẩm mùi hương. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.